Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri cực chuẩn, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng 7 ngày tới, bề trên ban phúc, vượt qua khổ nạn, gặp may liên tiếp, đón thời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Quý cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mai, có lẽ sẽ là khoảng thời gian đầy thử thách và có thể làm thay đổi cuộc đời của bản mệnh Quý Sửu. Sẽ có một số cô bác anh chị nghĩ rằng 7 ngày ngắn ngủi thì khó mà có kỳ tích cải vận đổi đời xảy ra được. Đúng vậy, không ai bỗng dưng giàu nhanh mà lại có thể duy trì được sự giàu có đó đến cuối đời được, bởi vì cái gì càng dễ nhanh đạt được sẽ càng nhanh mất đi. Tuy nhiên, nếu cô bác, anh chị Quý Sửu biết nắm mắt và tận dụng, thì khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới này có thể là bước đệm để bản mệnh Quý Sửu đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, vận trình của bản mệnh Quý Sửu có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào cô bác, anh chị tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao. Nhưng biết đâu, nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Quý Sửu cũng có thể biết trước thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dù thế nào đi chăng nữa, Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Sau đây sẽ là dự ngôn, luận giải tổng quan Minh Đường Tử Vi của bản mệnh Quý Sửu trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Luận Tử Vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp thấy rằng, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe và công việc. Theo luận giải mới nhất Tử Vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, sự cản trở của hung tinh thiên hình sẽ gây ra nhiều nguy hiểm liên quan tới sức khỏe và công việc cho người tuổi Quý Sửu. Điều này đòi hỏi Quý Sửu phải cẩn trọng và chu đáo hơn trong mọi quyết định và hành động của mình. Ngoài ra, ảnh hưởng của tiểu hao cũng khiến cho tài chính của Quý Sửu gặp nhiều khó khăn và thách thức, tiền bạc có thể trôi qua nhanh chóng nếu Quý Sửu không biết cách quản lý và sử dụng một cách thông minh. Bên cạnh đó, trong giao tiếp và quan hệ với người khác, Quý Sửu cần phải giữ thái độ khoan dung, tôn trọng ý kiến của người khác và tránh xa những tranh chấp không đáng có. Việc giữ được tinh thần bình tĩnh và điều hòa trong mọi tình huống sẽ giúp Quý Sửu tránh được những xung đột không cần thiết và duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bằng cách tử tế và hỗ trợ người khác, người tuổi Quý Sửu sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ mọi người xung quanh. Điều này không chỉ giúp cuộc sống của Quý Sửu trở nên suôn sẻ hơn, mà còn giúp Quý Sửu tránh được nhiều tai họa và khó khăn không cần thiết. Nếu người tuổi Quý Sửu cảm nhận thấy sức khỏe của mình đang suy giảm hoặc gặp phải những trở ngại không lường trước được, Quý Sửu cần phải đối mặt và xử lý vấn đề một cách tỉnh táo và quyết đoán. Điều quan trọng là Quý Sửu không nên trốn tránh hay lún sâu vào vấn đề, mà cần phải tìm cách giải quyết một cách tích cực và hiệu quả. Trong thời gian này, tư duy tích cực và lòng can đảm sẽ giúp người tuổi Quý Sửu vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Quý Sửu cần tin tưởng vào khả năng và trí tuệ của bản thân, đồng thời không nên sợ hãi khi đối mặt với những thay đổi và biến động trong cuộc sống. Như vậy, tử vi 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, cho bản mệnh tuổi Quý Sửu đã đưa ra dự báo về nhiều thách thức và khó khăn trong thời gian tới. Tuy nhiên,
Bằng tinh thần lạc quan, can đảm và lòng kiên nhẫn, Quý Sửu hoàn toàn có thể vượt qua mọi trở ngại và tiến về phía trước một cách mạnh mẽ và thành công. Cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, trong hối hả cuộc sống, giữa những thách thức và lo toan hàng ngày, có những người đặc biệt mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta. Hãy biết ơn những trái tim nhân ái mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Niềm vui không chỉ xuất phát từ những sự kiện lớn lao hay những thành công vang dội. Đôi khi, chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng, một lời chia sẻ ấm áp hoặc thậm chí là một hành động nhỏ từ ai đó đã đủ để làm cho ngày của Quý Sửu trở nên ý nghĩa hơn. Những người mang lại niềm vui cho cuộc sống không nhất thiết phải là những người quen biết, có những người, thậm chí là những người xa lạ đã từng bước vào cuộc sống của Quý Sửu với tấm lòng ấm áp và sự tận tâm. Họ có thể là người hàng xóm thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ hay đơn giản chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời Quý Sửu và để lại những dấu ấn tích cực. Hãy biết ơn những người này, bởi họ không chỉ là những người giúp Quý Sửu vượt qua những thời kỳ khó khăn, mà còn là nguồn động lực giúp Quý Sửu giữ vững tinh thần trong những khoảnh khắc khó khăn. Họ là những nhân tố bí mật, mang lại hạnh phúc và sự an lạc cho cuộc sống, những người không đòi hỏi gì hơn ngoài hạnh phúc của chúng ta. Quý Sửu hãy biết ơn và giữ trái tim mình luôn mở rộng để chào đón những người tốt bụng, để cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn nhờ vào những niềm vui mà họ mang lại. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, cuộc sống của Quý Sửu đang rất mỏi mệt, nhưng vẫn phải gồng mình lên mưu sinh kiếm sống qua ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, Quý Sửu hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Quý Sửu nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Quý Sửu, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác, anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác, anh chị. Quý cô bác, anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc tuổi Quý Sửu 1973 đúng 7 ngày tới vượt qua khổ nạn, vươn lên giàu có. Tiếp theo sẽ là phần dự ngôn, luận giải chi tiết các phương diện trong cuộc sống của bản mệnh Quý Sửu. Vậy bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình tài chính, sức khỏe và diễn biến công việc, tình duyên gia đạo của quý bản mệnh Quý Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực gì, những khó khăn và thách thức nào đang chờ đợi cô bác anh chị trong khoảng thời gian này? Đầu tiên, xin mời cô bác, anh chị cùng lắng nghe dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi về phương diện công danh. Sự nghiệp của quý bản mệnh Quý Sửu trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Theo luận giải mới nhất, tử vi tháng 6 âm lịch, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với một số thách thức trong công danh, sự nghiệp. Thiên hình hung tinh nhắc nhở Quý Sửu cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh, thậm chí sẽ phải nghe những lời vu khống vô căn cứ. Điều này đòi hỏi Quý Sửu phải kiên nhẫn nhịn để công việc được tốt đẹp và tránh ánh nhìn của sếp. Nếu Quý Sửu mới dấn thân vào lĩnh vực buôn bán bất động sản, cần chú ý nội dung chi tiết của hợp đồng ký với khách hàng. Đừng để mình bị lừa hoặc bị lật kèo vào phút cuối. Việc này đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ lưỡng trong mọi giao dịch kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, có thể có những chuyện bất ngờ xảy ra gây thay đổi trong công việc. Quý Sửu có thể bị đổ oan hoặc chèn ép khi đi làm. Điều này là điều khó tránh. Do đó, cần có những biện pháp để phòng tránh từ trước, hạn chế buôn chuyện càng nhiều càng tốt để tránh rủi ro không đáng có. Quý Sửu được biết đến là người thông minh, chăm chỉ, nhưng vì ý chí quá kiên cường, đôi khi có phần cao ngạo và ăn nói lấn át người khác. Điều này có thể khiến Quý Sửu rơi vào những cuộc tranh đấu không đoán định trước. Do đó, hãy cẩn trọng và kiểm soát cách ăn nói của mình để tránh xung đột không cần thiết. Trên hết, trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tuổi Quý Sửu cần tập trung vào việc nắm bắt cơ hội và giữ vững tinh thần lạc quan. Hãy kiên nhẫn và kiên trì với công việc của mình, đồng thời học cách tương tác và làm việc hiệu quả với mọi người xung quanh. Chỉ khi đó, Quý Sửu mới có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong sự nghiệp. Chúc Quý Sửu may mắn và thành công. Vậy, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình sức khỏe của quý bản mệnh Quý Sửu có những chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Quý Sửu cùng tiếp tục lắng nghe dự ngôn luận giải chi tiết về phương diện sức khỏe. Luận tử vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai cho tuổi Quý Sửu, sức khỏe của Quý Sửu được đặt lên hàng đầu. Để duy trì sức khỏe tốt, Quý Sửu cần chú ý đến việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và phù hợp, cân nhắc chế độ ăn uống cân bằng và giữ tâm trạng vui vẻ, tránh xa lo lắng,
căng thẳng và tạo điều kiện cho bản thân nghỉ ngơi đàng hoàng. Một trong những điều quan trọng nhất mà quý sửu cần lưu ý trong khoảng thời gian này là khám sức khỏe định kỳ. Việc này giúp phát hiện kịp thời các vấn đề sức khỏe và duy trì sức khỏe tốt. Nếu quý sửu cảm thấy không khỏe hay có bất kỳ dấu hiệu nào của vấn đề sức khỏe, hãy cẩn thận và đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt. Việc này giúp ngăn chặn bệnh tình từ việc trở nên nặng hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí chữa trị, đồng thời giúp quý sửu duy trì sức khỏe tốt hơn. Ngoài việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ, quý sửu cũng cần chú ý đến việc giữ cho cơ thể luôn trong tình trạng tốt nhất. Điều này có thể bao gồm việc tập thể dục đều đặn, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và đủ dinh dưỡng, giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ và tích cực. Quý sửu cũng nên tạo điều kiện cho bản thân có thời gian rảnh để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng không kém phần quan trọng, tránh xa lo lắng và căng thẳng, có thể giúp quý sửu duy trì tinh thần thoải mái và sẵn sàng đối mặt với những thách thức hàng ngày. Quý sửu cũng nên dành thời gian cho những hoạt động giải trí yêu thích, gặp gỡ bạn bè và người thân hoặc tham gia những hoạt động sáng tạo để giữ cho tinh thần luôn phấn chấn. Trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024, việc chăm sóc sức khỏe của quý sửu là một ưu tiên hàng đầu. Bằng việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc cả sức khỏe tinh thần, quý sửu sẽ có cơ hội duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Hãy dành thời gian và quan tâm đến bản thân, vì chỉ khi quý sửu khỏe mạnh, quý sửu mới có thể đối mặt với mọi thách thức và hưởng thụ cuộc sống đầy đủ. Tiếp theo sẽ là dự ngôn, luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh quý sửu trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Theo luận giải mới nhất của Minh Đường Tử Vi, đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tuổi quý sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Dường như tiền bạc sẽ không phải là điều mà quý sửu có thể tích trữ được nhiều trong khoảng thời gian này, tiền vào rồi lại ra nhanh như chớp. Và thêm vào đó là ảnh hưởng xấu của tiểu hao, điều này đặt ra một số thách thức về mặt tài chính mà quý sửu cần phải đối mặt. Khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới, thời tiết có thể khiến quý sửu cảm thấy đỡ mệt hơn, tuy nhiên khi đi xa, cần phải cẩn trọng hơn trong vấn đề di chuyển, có khả năng gặp phải hỏng hóc xe cộ và mất tiền oan vì sửa xe ở nơi không uy tín, bị công an giao thông phạt lỗi hoặc bị mất ví tiền. Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và đề phòng trước những rủi ro có thể giúp quý sửu tránh được những khó khăn này. Chi tiêu trong khoảng thời gian này có thể tăng cao hơn và có những khoản chi ngoài dự tính do tình hình tài chính không ổn định. Không nên đầu tư quy mô lớn, việc này có thể dẫn đến tình trạng mắc kẹt và khó tìm lối thoát cho bản thân, buộc phải vay mượn người thân trong gia đình. Việc quản lý tài chính cẩn thận và tiết kiệm sẽ giúp quý sửu vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách dễ dàng hơn. Nếu quý sửu đang có ý định mua đất hoặc nhà, hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024. Trong khoảng thời gian này, việc mua bất động sản rất dễ bị hớ giá và gặp khó khăn trong việc làm sổ đỏ, giấy tờ mua bán. Điều này có thể khiến quý sửu phải bỏ ra số tiền lớn để giải quyết cho xong việc. Việc chờ đợi đến thích hợp để thực hiện giao dịch bất động sản có thể giúp quý sửu tránh được những rủi ro không cần thiết. Nếu quý sửu làm việc trong ngành vận chuyển hoặc buôn bán hàng số lượng nhỏ, việc cất giữ tiền cẩn thận là điều cực kỳ quan trọng. Đừng để mất tiền trên đường đi hoặc làm mất hàng hóa có giá trị lớn. Việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của quý sửu trong thời gian tới. Vừa rồi là một số luận giải về phương diện tài lộc trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai của tuổi quý sửu. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp quý sửu có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị kế hoạch phù hợp để vượt qua những thách thức trong thời gian tới. Chúc quý sửu may mắn và thành công! Một phương diện đặc biệt quan trọng và cũng là phương diện cuối cùng mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là phương diện tình duyên, gia đạo. Vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới bắt đầu từ ngày mai, diễn biến tình cảm và gia đạo của bản mệnh quý sửu sẽ như thế nào? Xin mời cô bác anh chị tiếp tục theo dõi video. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, bản mệnh quý sửu sẽ cần phải đặc biệt chú ý đến mảng tình duyên và gia đạo của mình. Đây là thời điểm quan trọng để quý sửu có thể tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ gia đình và xã hội, cũng như xác định hướng đi trong chuyện tình cảm. Trước hết, bản mệnh quý sửu độc thân nên cẩn trọng khi tiếp xúc với những người lạ, đừng nên quá nóng vội trong việc hẹn hò hay hứa hẹn chuyện này chuyện kia với nhau. Thay vào đó, hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối tác trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về tình cảm. Ngoài ra, khoảng thời gian này cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện các kế hoạch trang trí hoặc sửa chữa lớn trong ngôi nhà.
Tuy nhiên, bản mệnh quý sửu cần phải cẩn trọng để không gây ra xích mích hay cãi vã với vợ chồng. Việc này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ với hàng xóm láng giềng. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động giao lưu xã hội, bản mệnh quý sửu cũng cần phải chú ý đến việc kiểm soát cảm xúc và không nên uống say, tránh xung đột, đấu khẩu với người khác để không dính đến vấn đề pháp luật, gây ra rắc rối và tốn thời gian lẫn tiền bạc. Trên tất cả, trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024, bản mệnh quý sửu cần phải tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi quyết định của mình, đặc biệt là trong mảng tình duyên và gia đạo. Việc này sẽ giúp họ tạo ra sự ổn định và bình yên trong cuộc sống cá nhân cũng như xã hội. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc quý sửu 1973 đúng 7 ngày tới vượt qua khổ nạn, vươn lên giàu có. Cô bác anh chị đừng quên để lại suy nghĩ của mình bên dưới để Minh Đường tử vi ngày một hoàn thiện tốt hơn cô bác anh chị nhé. Vừa rồi là phần dự ngôn, luận giải chi tiết về tử vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 của bản mệnh quý sửu. Tiếp theo sẽ là một phần rất đặc biệt, giúp cô bác anh chị quý sửu có cái nhìn xa hơn về vận trình của mình trong tháng 6 âm lịch. Từ đó, quý sửu có thể lên cho mình những kế hoạch, mục tiêu để nắm bắt những cơ hội và sớm ngày đạt được cuộc sống như mơ ước. Vậy bước sang tháng 6 âm lịch, bản mệnh quý sửu sẽ trải qua những khó khăn và thách thức, cũng như gặt hái được những cơ hội nào? Ngay sau đây sẽ là phần dự ngôn, luận giải tổng quan Minh Đường tử vi của bản mệnh quý sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Đánh dấu sự chuyển giao sang tháng 6 âm lịch, tuổi quý sửu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vận khí của bản mệnh quý sửu được dự đoán sẽ gặp nhiều trở ngại và hao tổn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Trên phương diện tài chính, quý sửu cũng phải đối mặt với những biến động không mong muốn, có thể sẽ gặp phải tình huống mất mát tiền bạc, đầu tư không hiệu quả hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố chung của thị trường. Trong tình huống này, việc giữ tiền ở yên trong túi và có kế hoạch chi tiêu hợp lý là điều cực kỳ quan trọng. Không chỉ vậy, mọi mặt của cuộc sống của bản mệnh quý sửu cũng có thể gặp phải những khó khăn và áp lực trong tháng 6 âm lịch này. Tình cảm có thể trở nên căng thẳng do áp lực từ công việc, dẫn đến việc họ bỏ bê mối quan hệ yêu đương, vợ chồng và gia đình. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu hụt tình cảm và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và tinh thần của họ. Trong lĩnh vực sự nghiệp, bản mệnh quý sửu có thể sẽ gặp phải những khó khăn trong việc tiến triển và đạt được thành công, có thể sẽ có sự cạnh tranh gay gắt với đồng nghiệp, đòi hỏi họ phải cẩn trọng và quyết đoán trong mọi hành động. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ cần phải dành thời gian và công sức để chăm sóc bản thân, đảm bảo sức khỏe và tinh thần luôn ổn định. Để vượt qua những khó khăn và thách thức trong tháng 6 âm lịch này, bản mệnh quý sửu cần phải có kế hoạch và chiến lược rõ ràng. Họ cũng cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách, tập luyện thể thao đều đặn và giữ cho tinh thần luôn lạc quan và tích cực. Việc này sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn và tiến triển trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Trên hết, quý sửu cần phải nhớ rằng mọi khó khăn và thách thức chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống. Quan trọng nhất là họ cần phải kiên nhẫn và không bao giờ từ bỏ. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, quý sửu sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong tương lai. Vậy bước sang tháng 6 âm lịch năm 2024, sức khỏe của bản mệnh quý sửu sẽ có chuyển biến tích cực hay tiêu cực? Xin mời cô bác, anh chị quý sửu cùng tiếp tục lắng nghe những luận giải chi tiết về phương diện sức khỏe. Theo luận giải mới nhất bước vào tháng 6 âm lịch, dưới sự ảnh hưởng từ nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuổi quý sửu cần chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Với tình hình thể trạng không được tốt do thói quen tham công tiếc việc, việc tập trung vào bản thân và rèn luyện sức khỏe là vô cùng quan trọng. Thói quen tham công tiếc việc thường dẫn đến việc bản mệnh quý sửu không dành đủ thời gian để chăm sóc bản thân. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự cân bằng nội tâm. Do đó, việc biết yêu thương bản thân đúng cách là yếu tố then chốt để tạo cơ hội cho tuổi quý sửu rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và đẩy lùi bệnh tật. Trong tháng 6 âm lịch, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh quý sửu. Do đó, việc giải nhiệt cho cơ thể từ sâu bên trong là rất quan trọng. Để duy trì sức khỏe tốt, quý sửu nên uống đủ nước hàng ngày để không bị mất nước quá nhiều. Ngoài ra, việc tập luyện thể thao đều đặn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Thể thao không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tinh thần thoải mái và sảng khoái. Bản mệnh quý sửu có thể chọn những hoạt động thể chất phù hợp như yoga, đi bộ, bơi lội hoặc các bài tập nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe thông qua thể dục, việc ăn uống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng. Bản mệnh quý sửu nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng cân đối,
Hạn chế ăn uống các thực phẩm có hàm lượng đường và chất béo cao, thay vào đó, họ nên ưu tiên các loại rau củ, hoa quả và thực phẩm giàu chất xơ để duy trì cân nặng và sức khỏe tốt. Ngoài ra, việc duy trì giấc ngủ đủ và đều cũng rất quan trọng đối với sức khỏe. Bản mệnh quý Sửu nên tạo ra môi trường ngủ thoải mái và yên tĩnh. Để có giấc ngủ sâu và ngon, giấc ngủ đủ giúp cơ thể hồi phục sau một ngày làm việc căng thẳng, giúp tinh thần sảng khoái và tập trung hơn vào công việc hàng ngày. Cuối cùng, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là điều cần thiết. Quý Sửu nên đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe và tư vấn về các biện pháp phòng ngừa bệnh tật. Việc này giúp họ có cái nhìn rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình và có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Trong tháng 6 âm lịch, việc chăm sóc sức khỏe là vô cùng quan trọng đối với quý Sửu. Việc biết yêu thương bản thân, rèn luyện sức khỏe thông qua thể dục, ăn uống lành mạnh, duy trì giấc ngủ đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp họ duy trì sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái trong suốt tháng này. Cuối cùng sẽ là phần dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh quý Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp, bản mệnh quý Sửu sẽ đối mặt với nhiều biến động trong phương diện tài chính. Các yếu tố như hung tinh đại hao và tương xung cảnh báo về khả năng mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc gặp trở ngại trong kinh doanh do tình hình thị trường không ổn định. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía người tuổi quý Sửu. Để tránh rủi ro trong thời gian này, người tuổi quý Sửu cần chú ý đến các chi tiết trong hợp đồng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký kết. Việc này giúp tránh được những sai sót có thể dẫn đến việc phải bỏ tiền túi ra đền bù. Đối với những người kinh doanh, cần đặc biệt cẩn trọng trước những lời mời đầu tư có mức lợi nhuận hấp dẫn để tránh rơi vào những tình huống không lường trước được. Trong bối cảnh này, việc giữ tiền trong túi và tập trung vào công việc chính là lựa chọn khôn ngoan nhất, bảo vệ thành quả hiện tại và chờ đợi thời cơ thích hợp để đầu tư mới là chiến lược an toàn. Đừng mơ mộng và phân tâm vào quá nhiều công việc khác ngoài lề, vì điều này có thể khiến quý Sửu mất thời gian và công sức mà không đem lại kết quả xứng đáng. Ngoài ra, vấn đề chi tiêu cũng cần được quan tâm và điều chỉnh hợp lý, trong khi các khoản chi tiêu có xu hướng tăng cao. Việc không có kế hoạch tài chính cụ thể có thể dẫn đến tình trạng hao tài không kiểm soát. Người tuổi quý Sửu cần học cách chi tiêu khoa học hơn để tích lũy khoản dư thừa dành cho tương lai lâu dài. Như vậy, trong tháng 6 âm lịch năm 2024, bản mệnh quý Sửu cần đặc biệt cẩn trọng và sẵn sàng đối mặt với những biến động trên phương diện tài chính. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ vững tinh thần và tập trung vào công việc chính sẽ giúp hạn chế rủi ro và tạo ra cơ hội thành công trong tương lai. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung dự ngôn cực sốc. Quý Sửu 1973 đúng 7 ngày tới vượt qua khổ nạn, vươn lên giàu có từ đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Trong quá trình truyền đạt thông tin, Minh Đường Tử Vi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu Minh Đường Tử Vi có chỗ nào không phải, mong cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý. Minh Đường Tử Vi sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị quý Sửu thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video Minh Đường Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác, anh chị quý Sửu chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác, anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an theo góc nhìn của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi kính chúc cô bác, anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Minh Đường Tử Vi.